Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay 30 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật công nghiệp, công nghệ số, đồng thời thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng. Đây cũng là ngày làm việc cuối cùng, kết thúc thành công kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Phát biểu thảo luận tại hội trường góp ý dự án luật công nghiệp, công nghệ số trong phiên làm việc sáng nay, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhận định, luật công nghiệp, công nghệ số ra đời sẽ là bước quan trọng góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công nghiệp, công nghệ số. Qua đó, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho sự phát triển. Đóng góp cụ thể để hoàn thiện dự án luật, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị ban soạn thảo ra soát lại phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, cân nhắc việc tiến tới thay thế toàn bộ luật công nghệ thông tin bằng luật công nghiệp công nghệ số để phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị ban soạn thảo quan tâm nội dung về chính sách phát triển công nghệ số tại điều 5. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp công nghệ số chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các công nghệ mới. Tuy nhiên, đối với chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm. Một là bên cạnh các chính sách ưu đãi cần xác định rõ ràng hơn về đối tượng áp dụng, đặc biệt là cần có những cơ chế khuyến khích ưu đãi có tính vượt trội, có trọng tâm, trọng điểm vừa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính khả thi, vừa thực sự góp phần tạo ra sự đột phá về công nghệ thông tin. Quan tâm nội dung về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghiệp công nghệ số, đại biểu Trần Thị Thanh Hương cho rằng, đây là việc làm rất cần thiết, là một chính sách đột phá nhưng sẽ đi kèm các rủi ro khó lường. Chính vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đà soát và nghiên cứu bổ sung thêm các quy định cụ thể hơn trên cơ sở tăng cường kiểm soát, dự lượng các nguy cơ rủi ro. Đột phá càng lớn thì nguy cơ rủi ro cũng có thể sẽ càng cao và đòi hỏi cơ chế bảo vệ càng phải được chú trọng hơn với những biện pháp đặc thù hơn nhằm bảo vệ tốt hơn an toàn sức khỏe, tính mạng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm, nhất là trước những thay đổi biến động nhanh chóng như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là mong muốn và cũng chính là yêu cầu phải đạt được của luật công nghiệp công nghệ số. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể về xử lý thu hồi các sản phẩm bị đào thải trong công nghiệp công nghệ số, buộc các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ số phải chấp hành nghiêm các quy định về môi trường, sử dụng năng lượng xanh, sạch, bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững công nghiệp công nghệ số. Cũng trong ngày làm việc cuối hôm nay, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tư pháp người chưa thành niên, luật dữ liệu, luật điện lực sửa đổi, nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đồng thời, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kết thúc thành công kỳ họp thứ 8 sau hơn 29 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và chất lượng. Thưa quý vị, hôm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức cà phê doanh nghiệp chuyên đề hỗ trợ chính sách khoa học và công nghệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, lãnh đạo các sở ngành tỉnh cùng trên 50 doanh nghiệp đến dự. Tại buổi cà phê, các doanh nghiệp được nghe Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông tin nhanh những chính sách liên quan đến doanh nghiệp, giới thiệu chương trình tư vấn, hỗ trợ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như tư vấn bảo hộ, quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, sản xuất xanh, chuyển đổi số. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ, trao đổi giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển cùng nhau, đồng thời phản ánh vướng mắc khó khăn, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng, thuế. Các ý kiến của các doanh nghiệp đã được Hiệp hội Doanh nghiệp, lãnh đạo các ban ngành, địa phương liên quan trả lời cụ thể và chuyển đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển của tỉnh. Dịp này, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang Hồ Việt Hiệp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hùng Hải, Giám đốc VNPT An Giang, được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang nhiệm kỳ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị, sau 2 ngày diễn ra trong không khí khẩn trương nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thoại Sơn năm 2024 hoàn thành đúng ý định, kế hoạch, thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ
tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập được kết cấu thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Song song đó, tổ chức diễn tập chiến đấu sẵn trọng thể trong khu vực phòng thủ. Theo đó, các hội nghị phần vận hành cơ chế được điều hành đúng trình tự, phương pháp, tác phong khoa học, linh hoạt, sáng tạo. Phần thực binh, xử trí tình huống được xây dựng bài bản khoa học, hoàn thành tốt nội dung chương trình. Cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tác phong khẩn trương, thuần thục yếu lĩnh, động tác kỹ thuật cá nhân. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tham gia để cuộc diễn tập nhanh chóng, tốt đẹp và an toàn tuyệt đối. Dịp này, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn tặng quà động viên khen thưởng các lực lượng tham gia diễn tập. Thưa quý vị, hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng được tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng được những sản phẩm, các tour tuyến du lịch đặc trưng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, cũng như khai thác thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững. Nổi bật, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua, được An Giang và các tỉnh thành phố trong vùng hợp tác nỗ lực kết nối, liên kết thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động du lịch, qua đó đã đạt được mục đích đề ra. Đó là tăng cường phát triển các tuyến điểm du lịch, tăng cường về công tác quảng bá, xúc tiến, đồng thời thực hiện trao đổi khách giữa các địa phương, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cả vùng hợp tác. Trên cơ sở quảng bá một vùng tài nguyên du lịch tương đối tập trung và nổi trội. Thông qua hoạt động liên kết hợp tác, lượng khách du lịch đến các tỉnh thành trong vùng hợp tác ngày một tăng. Hưởng lợi từ chương trình này, dự kiến đến cuối năm 2024, tỉnh An Giang đón khoảng 9,1 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, lưu trú tại khách sạn đạt chuẩn và nhà nghỉ nhà trọ đạt khoảng 800.000 lượt. Khách quốc tế ước đạt 25.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 10.250 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch An Giang đang ngày càng phát triển. Chúng tôi đánh giá thì thỏa thuận hợp tác này nó mang lại giá trị tích cực sau khi có sự tham gia của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có dịp kết nối với các nhà đầu tư cũng như các cái tour tuyến cũng như là khách du lịch của thành phố Hồ Chí Minh đi về du xuất bằng Cửu Long. Ở đây thì thiết kế một cái chương trình có thể nói là xuyên suốt từ các tỉnh đồng bằng và phát huy thế mạnh của từng địa phương. Ở trong đó thì các tỉnh đồng bằng sông Long hưởng lợi được từ cái việc tham gia các sự kiện do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức như hội chợ ITE hàng năm và các hoạt động khác liên quan đến sản phẩm cũng như là sản phẩm du lịch. Thì thông qua đó thì chúng tôi nhận thấy rằng là trong thời gian qua khi có sự tham gia dẫn dắt của thành phố Hồ Chí Minh và cũng như sự tham gia tích cực của các tỉnh đồng bằng sông Long thì cái việc phát triển phát huy thế mạnh của từng địa phương trong việc phát triển du lịch của địa phương rất là tốt. Riêng An Giang của chúng ta thì trong thời gian qua và chúng ta phát huy được cái du lịch tâm linh cũng như là du lịch sông nước, du lịch trải nghiệm thì thông qua hoạt động hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy rằng là cái lượng khách của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả quốc tế đến với An Giang ngày càng nhiều hơn. Với doanh nghiệp du lịch, việc tăng cường liên kết hợp tác trở thành yếu tố quan trọng nhằm phát triển các sản phẩm du lịch, mở thêm các tour tuyến mới để phục vụ du khách hiệu quả hơn. Đồng thời, các doanh nghiệp lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh tích cực nâng cao chất lượng các dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng để giới thiệu xây dựng các tuyến kết nối giữa các địa phương thật sự hấp dẫn, độc đáo, khác biệt của mỗi địa phương và của cả vùng. Đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác liên kết phát triển của các doanh nghiệp. Hợp tác liên kết phát triển du lịch là một yếu tố then chốt để có thể giúp chúng tôi nâng cao giá trị sản phẩm của mình hơn. Và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực trọng điểm, chúng tôi luôn luôn muốn kết nối. Hiện tại chúng tôi đã có liên kết với các đơn vị lữ hành để có thể quảng bá những cái sản phẩm đặc trưng của điểm du lịch Cồn Án như bãi tắm Cồn Cát Vàng, mình được tắm sông theo phong cách tắm biển nè, mình có khu trò chơi nhân gian và những cái tác phẩm kiến trúc làm bằng gỗ lũa. Sau khi mình liên kết cũng đã thu hút được một đối tượng khách nhất định đến với điểm du lịch Cồn Án. Ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn luôn kết nối với những khu vực lân cận ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là những đối tượng khách hàng tiềm năng khác. Chúng tôi tin rằng với những cố gắng phát triển bền vững của mình và sự liên kết hợp tác không ngừng nghỉ thì trong tương lai điểm du lịch Cồn Án sẽ thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
Thời gian tới, ngành du lịch An Giang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, triển khai chiến lược truyền thông du lịch An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thực hiện tuyên truyền, tổ chức sự kiện, hoạt động cụ thể thiết thực, giới thiệu điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các khu điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định. Để phát huy được cái lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh An Giang nói riêng, thì chúng ta cần lại thiết kế, quy hoạch lại cái du lịch dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Ở từng địa phương thì có những thế mạnh khác nhau, và riêng An Giang chúng ta thì có cái những lợi thế, như tôi nói là du lịch sông nước, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá. Thì chú trọng vào những việc đó, chúng ta khai thác tốt cái địa phương chúng ta, ví dụ như đầu tư thêm các sản phẩm du lịch, chỉnh trang các khu du lịch cho tốt hơn, giữ gìn an ninh trật tự tốt hơn, bảo đảm an toàn du khách tốt hơn và các dịch vụ trải nghiệm nhiều hơn. Chúng ta quản lý được giá cả, quản lý được chất lượng thì điều đó tạo sự yên tâm cho khách du lịch đến địa phương. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần sự hỗ trợ của Hồ Chí Minh tích cực hơn trong việc là mang cái lượng khách đến cũng như giới thiệu, tạo điều kiện để An Giang có thể quảng bá được sản phẩm của mình lên các phương tiện truyền thông. Định hướng phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh An Giang là tiếp tục phát huy thế mạnh đặc thù du lịch của tỉnh, phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, đồng thời ra soát, lập quy hoạch để kêu gọi đầu tư phát triển khu điểm có khả năng phát triển du lịch, khai thác đặc trưng riêng có của từng địa phương để phát triển du lịch, hình thành mỗi địa phương là một điểm đến. Tỉnh tập trung phát triển cụm tam giác du lịch trọng tâm, gồm cụm khu du lịch núi Cấm, cụm khu du lịch quốc gia núi Sam, cụm khu du lịch sinh thái rừng Tràm Trà Sư. Từ đó tạo nên cụm tam giác du lịch trọng tâm về nghỉ dưỡng, tâm linh, trải nghiệm và vui chơi giải trí của tỉnh.